Chào các bạn, mình xin giới thiệu một cái mẫu template về bất động sản. Đó chính là mẫu 057 trên cửa hàng template.com. Thì đây là giao diện của mẫu 057. Thì mình cũng thêm một số thông tin, đó chính là mẫu 057 là một mẫu mà thuộc lĩnh vực landing page và là một cái mẫu mà bán chạy nhất của năm 2016 tại cửa hàng của mình. Đây là cái mẫu mà giao diện thì cũng khá tương đối là đẹp và phù hợp với nhiều loại kích thước màn hình như desktop hoặc là mobile hoặc là trên những cái thiết bị iPad. Đây giao diện chính của cái mẫu này thì phía trên nó chính là phần menu, một phần slide khá là ấn tượng bởi vì là rộng gần như là full page và rất nhiều thông tin ở trên slide này. Những cái phần slogan và những phần chính về giới thiệu dự án ở đây. Những phần menu này, những phần video này thì có thể kích vào để xem, tự động nó pop up lên. Đó. Ở phía dưới đó chính là những cái phần bản đồ. Những cái phần thông tin về trên này thì bạn hoàn toàn có thể custom lại theo ý thích của bạn và thậm chí bạn nhân đôi lên hoặc là bạn chỉnh sửa hoàn toàn theo cái sở thích, và bạn có thể xem những cái hướng dẫn thêm của mình tại cái trang YouTube của mình. Ở phía dưới con template thì nó là phần tin tức nổi bật. Những cái phần này đó chính là những cái tin tức mới nhất mà mình đăng lên cửa hàng. Các bạn có thể tùy chỉnh được hiển thị khoảng 4, 5 hoặc là 10 cái tin tức sao cho nó cân đối nhất. Ta sẽ đi thử vào một cái bài viết tin tức. Đây là một cái bài demo về tin tức, nó là tiếng Anh thôi. Và trong này thì bên tay phải đó chính là slider bar, bên tay trái là một phần tin tức, ở phía dưới thì nó là những cái nút like thôi, và các bạn có thể kích thêm những cái phần hiển thị trên trong nhãn của nó. Đây, nó hiển thị theo những cái kiểu template blogspot simple, theo kiểu rất simple ở đây. Về phần ở đây thì các đấy là đối với giao diện trên desktop, còn trên mobile thì các bạn kích vào chuột phải và chọn inspect thì đây là giao diện trên mobile. Mình có thể thấy là phần menu đã thay đổi nhỏ hơn và đấy, nó thu gọn lại. Phần menu phía trên là cái top menu, top ở phía trên thì nó sẽ hiển thị như thế này, còn menu chính của chúng ta sẽ thu gọn lại và khi mà kích vào thì nó sổ ra như thế này. Phần slide cũng tự động nhỏ hơn. Những cái phần phía dưới thì nó sẽ tự động thu hẹp lại theo kích thước của màn hình chúng ta. Đó, thì đây là mình đã giới thiệu xong cái template bất động sản landing page theo kiểu landing page, và đây là một cái tem mà bán khá là chạy tại cửa hàng mình và chạy nhất của trong năm 2016. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.